chum. Đó, này, dễ rất to nhé, bản rất to. Một gang tay của em 20, chiều ngang nó phải rơi khoảng tầm cỡ 50. Và độ dài dễ cũng phải cả củ. Tất cả quý ba anh chị thì ngày hôm nay em lại về tiếp tục một mã nhân sâm này, thì chung là cũng rất đáng để mong chờ. Thì bây giờ em sẽ mở nắp ra cho mọi người xem. Cái này thì em vẫn là cắt ra vì em quay một tay bỏ cho mọi người xem. Hàng thì vẫn còn rất là lạnh, vẫn còn nguyên riêng. Cái mã này thì nó là mã sâm trồng VIP, hàng rất là to, hàng trên 500g. Lấy hộ cho cái cân bé, lấy cái cân to đây nhá. Đây là phần giấy của mấy cái củ này đấy, đây trên giấy đã ghi có những củ 500g đây rồi. Đâu là phía đây là phía bên trong là giấy, ở phía đây là bọc rêu rất là kỹ. Đó, mở một cái hộp hàng nó rơi vào khoảng tầm 10 củ. Đó. Hàng ngày thì nói chung là em thì về hàng liên tục nên là hôm nay nó cũng về hơi muộn để em quay cho mọi người xem vào buổi chiều ngày thứ hai. Đó, hàng đây nhá, một củ đầu tiên này mọi người nhìn này, đây tất cả những cái đầu mầm này vẫn còn rất là, những cái đầu mầm này vẫn còn đang rất là mới này, tươi, rất tươi nhá. Hàng củ rất to nhá, cân này đang về không. À, 0,50 trung bình cứ 500g, cứ 2 củ 1 cân, 2 củ hơn 1 cân. Đó, như củ rất là đẹp, hàng rất là đẹp. Đây, củ này quá đẹp, quá đẹp luôn. Đấy, mọi người nhìn này, đẳng cấp. Đó, hàng này lên bình 25-30 lít. Wow, rất là tuyệt vời, cứ trung bình 500g một củ. Đó, và em sẽ bỏ ra cho mọi người xem. Đây, củ này thì lên một cái bịch chum. Đó, này, dễ rất to nhé, bản rất to. Một gang tay của em 20, chiều ngang nó phải rơi khoảng tầm cỡ 50. Và độ dài dễ cũng phải, cả củ cũng phải 50. Củ sâm rất là tươi. Đây, em sẽ xếp để mọi người xem. Đó, 1,5 cân. Hàng này thì một chút nữa em sẽ chụp một ít ảnh để đăng. Ô, hàng quá to, quá đẹp luôn. Đó, mọi người nhìn này. Đó, nhìn quá đẹp luôn. Hàng tươi, đẹp. Đó, 3-4 củ. Tiếp, vẫn còn tiếp mọi người nhé. Rêu rất nhiều. Rêu rất nhiều. Hàng này thì đóng nhiều rêu để đi làm sao cho nó an toàn nhất với cái chất lượng của củ. Đó, này, toàn củ to và đẹp luôn. Này thì không bao giờ trong video mọi người nhìn 5 củ rồi. Nói chung là trong video nó sẽ không nhìn thấy được hết cái độ to của một củ sâm. Đó, sâm trồng này thì nó sẽ rơi vào độ tuổi khoảng tầm cỡ trên 13 năm tuổi, 13 cho tới 15 năm tuổi thì nó mới to được như thế này. Rồi cái củ này trong quá trình vận chuyển gãy mất một cái rễ này mất rồi. Đó, chắc ta sẽ bỏ cái rễ ra thôi. Đó. Củ này. Đó. Đấy, mọi người nhìn này, rất đẹp. Quá đẹp luôn ấy, không phải là đâu. Hàng này thì nói chung là sẽ phải đây. Để mà đánh giá thì thật sự là quá là tuyệt vời. Đó. 10 củ tất cả. Rồi, củ này thì cũng thật sự là khủng khiếp, củ này chắc phải hơn 600g, rất là to. Hàng sâm đất đồi của Trường Bạch này thì nói chung là nó cái chất lượng rễ và cái màu da sâm của nó rất là sáng. Đó, củ thì rất là sáng. Đó, đá thì vẫn còn là nguyên, không có một cái gì bảo quản hết, tất cả chỉ là đá. Đây, và bây giờ em sẽ giải ra cho mọi người xem. Giải hoàn toàn cho mọi người xem. Đây, bắt đầu củ đầu tiên. Một củ, hai củ, đó, ba củ,
4 củ, 5 củ, 6 củ, 7 củ, 8 củ, 9 củ và 10 củ. Cuối cùng này thì em sẽ cân lên để cho mọi người xem củ này nó độ to bao nhiêu. Củ này nặng 600g này. Đấy, em vẫn đoán là 600g. Đó, đây có dịch cân. Tổng trọng lượng của cái lô này này, nó rơi vào khoảng tầm hơn 5 cân một chút. Đó. Mình sẽ xếp rộng này, xếp dần này. Mọi người cũng không nhìn, không quan sát rõ này. Đó. Chung là cái hàng sâm VIP này này, thì giá của nó, cái sâm trồng VIP này của nó ấy, thì cái giá của nó sẽ rẻ hơn hàng sâm hoàng gia rất là nhiều. Giờ nếu mà ai muốn chơi, mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0368950889 hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại đấy, hoặc mọi người gọi vào số 0941632236 nhé. Cái hàng này này thì mọi người muốn mua thì phải order và cọc tiền thì em mới trở về. Tổng em về 11 củ sau 2-3 ngày nay thì em đã bán hết luôn. Cái lô này thì là coi như là bán xong rồi, chỉ quay cho mọi người xem thôi. Đó, giá thì nó sẽ tùy từng củ. Ví dụ như củ này thì sẽ là đắt nhất, bởi vì nó hàng này thì nó sẽ tính theo trọng lượng đó. Và nói về độ VIP thì quá VIP rồi, rất là to. Hàng trồng núi, sâm núi nhìn rất là sướng đấy. Dễ ra từ hôm nào em sẽ đầu tư một củ để lên bình chơi cho mọi người xem. Em sẽ chọn mua một củ thật đẹp rồi em sẽ lên bình cho mọi người xem. Đây, một củ này cũng rất là đẹp luôn, mọi người nhìn bàn tay đó, vẫn còn bé tí so với củ đó, nhìn rất sướng nha mọi người nhá. Đó, à, rất là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn đó. Thì cái video này thì em cũng xin quay đến đây thôi. Rất là cảm ơn cô ba anh chị đã theo dõi hết video của em. Thì chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.